Một chiếc đồng hồ siêu phẩm với thiết kế rất là độc lạ và dị. Các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, được thiết kế những cái led rất là tinh tế, sang trọng, quý phái, được thiết kế vào hai khoang riêng, và một khoang ở dưới là đồng hồ giờ thế giới. Các bác ngắm chiếc đồng hồ không những đẹp về hình thức, cấu tạo, mà các bác chơi những cái dòng này còn mang tính chất sưu tầm. Các bác chơi những cái đồng hồ Nhật dòng Decor thì những cái sản phẩm ví dụ như một bản siêu phẩm trước mắt các bác thì rất là ít bác có những cái đồng hồ kiểu dạng và giống như thế này. Nhà em về có rất là nhiều cái mã đồng hồ khác nhau nhưng không một chiếc nào giống chiếc nào cả. Đấy. Các bác có nhu cầu sở hữu về sản phẩm siêu phẩm rất là đẹp và độc đáo thì các bác alo cho em theo số 098 369 8887. Các bác nhìn ở trên mặt của chiếc đồng hồ siêu phẩm. Chiếc này thì chạy bằng một viên pin chung. Đấy, pin rất là dễ mua các bác nhé. Các bác nhìn mặt được thiết kế rất là đẹp. Và quan trọng nhất là các bác nhìn kim dây, không phải là kim dây bình thường. Dòng siêu phẩm thì kim dây là một chiếc máy bay. Máy bay màu đỏ các bác nhé. Mang lại rất là nhiều sự may mắn. Mang lại rất là nhiều sự may mắn cho gia chủ. Các bác nhìn thấy mặt rất là đẹp, mặt như mặt đá ấy. Đấy. Ở bốn chiếc và bên trên không trung là được mạ bằng vàng. Bốn xung quanh thì được thiết kế như kiểu vỏ sơn mài bóng kính. Còn ở trên thì là một chú thiên nga. Các bác Nhật thì quả là rất là tinh tế và độc đáo. Em không biết là một chú chim, một chú thiên nga, em nghĩ là phải có kính ở bên trong. Nhìn như này thì sẽ rất là không không biết là ở trên không trung là nó có cái gì mà chú thiên nga chú ý bám trụ được ở giữa không trung. Nó rất là đẹp. Đây, mặt phay vào bốn chiếc trụ cũng được mạ vàng. Đấy, rất là đẹp. Và chiếc siêu phẩm thì có chiều cao là gần với cả một đôi loa các bác ạ. Chiếc này cao gần 60 cm, là 56 cm. Cao độc lập gần bằng một cái đôi loa Onkyo D77FX dòng tép kèn ở đằng sau của em. Đấy, các bác có nhu cầu sở hữu thì các bác alo cho em theo số 098 369 8887. Đấy, với chiếc đồng hồ được thiết kế rất là tinh xảo, tinh tế, trang trọng. Chơi những cái dòng sản phẩm này thì các bác càng ngắm các bác càng thấy thích. Em quay bốn xung quanh để các bác ngắm nhé. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Đẹp lắm các bác ạ. Còn rất là nhiều các cái món hay ho em sẽ chụp lên để cho các bác cùng chiêm ngưỡng, và các bác gọi hàng để các bác ới em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.